Vì Covid mà việc họp online trở nên phổ biến và kéo theo là chứng kiệt quệ của người lao động. Việc cho phép tắt camera khi họp online là biện pháp đơn giản, hữu hiệu nhất để cải thiện tình trạng này. Nhiều người hẳn đã quen thuộc với chứng mệt mỏi do Zoom, tức là cảm giác kiệt quệ, đuối sức sau khi họp trực tuyến nhiều, theo Wall Street Journal. Hiện, một nghiên cứu mới cho thấy phụ nữ và những nhân viên mới có thể dễ gặp hiện tượng này nhất. Đồng thời, cho phép họ tắt camera trong các cuộc họp online sẽ tạo ra thay đổi lớn. Theo nghiên cứu được đăng trên tạp chí ứng dụng tâm lý học vào hồi tháng 8, mức độ mệt mỏi không bị ảnh hưởng bởi thời lượng hay số lượng cuộc họp trực tuyến, mà là yêu cầu phải bật camera. Các nhà nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng sự kiệt quệ liên quan đến camera ảnh hưởng đến việc chia sẻ ý tưởng và đóng góp của các nhân viên. Thậm chí, vấn đề này còn kéo dài tới ngày làm việc tiếp theo. Đối với nữ giới và các nhân viên mới, nghiên cứu đưa ra một số lý do khiến cho nhóm này có nhiều khả năng cảm thấy mệt mỏi nhiều hơn do họp hành trực tuyến. Theo Phó Giáo sư Shark Lee, phụ nữ, những người có xu hướng bị đánh giá khắt khe về mặt ngoại hình và hành vi hơn nam giới, dành nhiều thời gian để suy nghĩ về vẻ ngoài của họ, đồng thời tập trung xem họ trông có đủ chăm chú trên màn hình hay không. Những vấn đề này chiếm nhiều nguồn lực nhận thức và năng lượng tinh thần, dẫn đến mệt mỏi hơn. Ngoài ra, khả năng trẻ em gây gián đoạn xảy ra đối với phụ nữ cao hơn đàn ông, và đó cũng gây ra nỗi lo lắng, các phó giáo sư bổ sung. Trong khi đó, những nhân viên mới chưa có mối quan hệ thân thiết với đồng nghiệp, do đó họ có thể lo lắng hơn về việc bắt chuyện, tiếp xúc với người khác. Họ phải sử dụng thêm năng lượng để tạo ra vẻ ngoài trông chăm chú, năng nổ vào cuộc họp, dẫn đến sự kiệt quệ.